Em khúc này hay lắm. Ta nói bác tướng mà F1 Việt Nam Cộng Hòa con mà Nhiên nói chứ bác mấy bác tài dữ lắm luôn. Đặng mà Thái Ngọc Nhiên đặng mai mốt bắt trước Thái Ngọc Nhiên là tụt quần chạy theo giống y như vậy đó. Các tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa vui lắm luôn. Con chào cô Tài Nguyên. Và trong đó tất cả những người chiến sĩ trong dân cũng như là dân chúng sao bác đã chết trong cái chẳng nào người mà kêu bằng gọi là bắt buộc á, tức là bắt buộc gì trời đất ơi. Con nói bác nghe, thời giặc Tàu ngày xưa giờ bác cũng là người Tàu, bắt người Tàu thôi sao bác chửi người Tàu, nói với bác. Nhưng mà cuối cùng sao bác, sao bác, sao bác, có biết là hàng triệu triệu người sao bác. Thời trước nghĩa là giặc Tàu đó và sau tay và gần dây đây nữa và tất cả những người đang chống Tàu, ông là cũng người Tàu đó đó, mình là người Việt Nam chứ mình lai Tàu không đó, thấy không? Đô hộ 1.000 năm là người mình là lai Tàu hết đó, không? Bây giờ mình nói cho các bạn nghe, bây giờ mình không biết là mình đang sống trên đất nước Việt Nam, gốc mình là Tây hay Tàu không biết. Ngày xưa gốc mình là gốc người Tàu hay gốc người Tây gì không biết. Nhưng mà tôi đang đứng trên đất nước Việt Nam thì tôi phải là con người Việt Nam. Tôi biết ngày xưa tôi là gì hết á. À, lai đâu biết, tôi đang đứng trên Việt Nam, đất nước Việt Nam là tôi là con dân của Việt Nam, tôi sẽ bảo vệ cái giống nòi Việt Nam của tôi đó, thấy không? Biết vậy đi, không? Nói tiếp ông nội. Để mà quy tụ tất cả. Sao bác? Quy tụ gì? Linh của Thượng Đế là linh. Đặc biệt như này. Trời, Thượng Đế sai ông làm gì vậy? Đầu thai như bình thường. Trời, đầu thai gì? Trong thế kỷ 21 kể cả những cái gì mà nói trong kinh thánh, kể cả sao? Các tôn giáo đã nói cho bạn không ngờ. Không ngờ gì? Cuối cùng sao? Sau một thời gian. Một thời gian làm gì? Tình nguyện. Tình nguyện gì bác? Đại Hùng Huynh là gì? Dưới ngọn cờ quốc tổ Hùng Dương và quốc tổ Hùng Dương lãnh đạo trong trận chiến. Trời ơi, sao bây giờ nói sao mà cái nói vụ mà gì mà nói quốc tổ Hùng Dương vô đây hoài vậy? Có những người phụ gia. Sao? Có những ông gia, có những cái người dân. Sao? Chết oan ức trong những cuộc chiến. Đúng rồi. Người dân Việt Nam chết oan ức dữ lắm là tại Việt Nam Cộng Hòa giết á, không? Sao? Trời đất ơi, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Sao bác? Không ngờ gì? Sao? Khủng khiếp gì bác? Trời ơi, con nói bác nghe, Việt Cộng mà ông gọi quỷ đỏ vậy chứ mấy ông là gọi là quỷ gì? Trời ơi, quỷ đỏ đó, nhìn vô là sợ, mấy ông phải sợ là chỗ đó đó. Sao bác? Là diễn đàn. Diễn đàn gì? Quỷ đồng công sứ quốc gia lâm thời. Trời ơi, lâm thời còn gọi là cái gì? Là hết thời á, không? Sao? Không có trận là ngửa đàn trên trời, bôn đạn hay là cái bơm mà nguyên tử đã nghe một kia lâu quỷ trận là sau đó nó sống phần động đất để cuốn trôi cái lâu quỷ đỏ này. Trời ơi, lôi không quả chặn nữa nha. Lôi không quả chặn đó nghe, mà con lôi không quả chặn này là ổng đó nghe, mà ổng tài ổng giỏi vậy đó nghe, mà ổng á hả tuột quần đu càng chạy hết nhanh luôn. Lôi không quả chặn hả là có con lôi không quả chặn là con xúc vật, mà ổng cho ổng là lôi không quả chặn, ổng cho ổng là gì? Trời, tụt quần chạy nhanh lắm, bay nhanh lắm, nhưng mà bay cỡ nào bay cũng bị quỷ đỏ Việt Nam cơ mình đó hả, làm một cái lưới bắt cái con gì lôi không quả chặn để vô ủ rượu dầm ngâm uống ngon lắm, ngon lắm luôn. Nói mấy người mà bị nói là khổ nạn mà họ không có đầu thai được đâu, họ dân gian dân dưỡng. Sao không biết? Sao không biết họ đâu không đầu thai dân gian dân dưỡng? Cộng sản hãm hại. Sao không biết cộng sản hãm hại gì? Mua hèn. Mua hèn sao? Ôi trời ơi, anh nói gì con không chịu. Cộng sản mà mưu hèn đúng không? Mưu hèn thì đâu có được đánh được thắng được Mỹ, đâu đánh thắng được khóa, không? Bác nói con nghe với, sao bác? Sao không biết lo cho dân? Cộng sản thì sao mà không lo cho dân nữa được?
Ngày xưa thì trường xá, trường học thì bằng lá, bây giờ trường học từ ở nông thôn tới thành thị toàn là xây không. Mà vậy mà sao không lo cho dân? Nói sao bác? Mẹ giết con, anh em giết nhau. Y chang. Đời Việt Nam Cộng Hòa của ông, bởi vì ông lấy những cái hình thức đó ra, ông bác nói như vậy thiệt. Nói tiếp bác. Sao bác? Những người chết. Sao? Mấy triệu người. Sao? Tức là pháp luân công bị nó mổ lấy mọi tạng một cầu cứu. Lấy nọ mọi tạng đó là thời của bác Việt Nam Cộng Hòa đó. Bác chứng kiến, bác thấy đó, bởi vì bác mới tuyên truyền cho những đứa trẻ thấy đó. Hãm hại giết chết họ cầu cứu. Thì tôi nói chuyện này lớn quá. Ok, hôm nay chúng ta cùng nhau chiêu hồn và triệu hồn. Thứ nhất là về Việt Nam chúng ta và những thành phần mà chúng ta họ cái đầu quân này là đại đầu quân. Đầu quân sao bác? Đầu sao? Ba cái tên đầu đã chuẩn bị đâu có rồi. Rồi huấn luyện tới đâu rồi? Xuất trận tới đâu rồi? Thứ bảy này hả? Sao? Trời ơi, Tàu Cộng nó mổ nội tạng ở trong nước đâu có thấy. Hả? Sao bác? Sao? Nhiệt nóng rồi đó, nhiệt đổ mồ hôi rồi nè cả nhà. Nhiệt nóng nhiệt đổ mồ hôi rồi. Sao? Chiến gì bác? Đồng hàng, đúng rồi, bác đồng hàng mà. Sao? Đúng rồi. Sao không? Đúng rồi. Sao biết? Thế giới trụ hình sao? Vô hình sao? Còn không biết, bác nói gì? Là bác đúng không? Còn sót lại là bác đúng không? Bệnh lâu năm mà nhầm. Chiêu hồn gì? Chết quan ức. Đúng rồi, Cộng sản chết quan ức nhiều lắm. Linh lắm. Đúng rồi, Việt Nam Cộng Hòa hãm hại đúng rồi đó. Bác hãm hại đúng rồi. Bây giờ bác thú nhận là hả? Bác giết người Cộng sản nhiều quá rồi, bây giờ bác thú nhận đúng không? Đó, ngày xưa đó, Việt Nam Cộng Hòa bác làm gì đó, bây giờ bác thú nhận rồi, con đồng ý ghê luôn cái vụ này đó. Tai nạn giao thông là ở đâu cũng có, nước nào cũng có. Sao bác? Trời ơi, ung thư, con nói cho bác nghe nè. Nước nào cũng ung thư mà Mỹ nó còn ung thư hơn Việt Nam nữa. Mỹ nó ăn toàn đồ đồ hộp không à. Sao nó tiếp con nghe dưới. Sao? Ừ trời ơi. Bác nói ở đây bác nói Trung Cộng. Trời. Đúng rồi. Những người chiêu hồi. Sao? Chiêu hồi sao? Hướng dẫn gì? Quốc tổ Hùng Vương sao? Tình nguyện sao? Sợ sao? Cần gì? Đúng rồi. Ngày tàn mặt tặng của các bác hiện nay giờ bác các bác còn đi ở đậu ở trên cái đất nước Mỹ nữa. Đúng rồi, bác ngày tàn mặt tặng bác biết hy sinh rồi, bác nói gì con mừng lắm. Bác biết hối hận rồi con mừng lắm. Sao? Sao? Rồi, giờ còn có một mà bác không tu nữa thì mắc luôn. Là cứ nói là tới ngày chết là bác cũng đi ở đậu người ta luôn. Bác nói đúng luôn đó. Thấy không? Mắt 7 còn 3, mắt 3 còn 1, mà còn 1% mà bác không tu nữa mà bác chết là bác cũng đi ở đậu trên đất nước người ta luôn. Bỏ thân tàn nơi xứ người luôn, nó làm gì? Nó tiếp bác. Ờ, đợi tỉnh Tàu sao? Bất kỳ này nó có thể gia nhập vào cái đội binh. Binh sao bác? Và là một vấn đề, quý vị nghe lên điều này. Cái này kể cả Tuyên Kinh Thánh và kể cả các tôn giáo về sau này, Thiên Chúa có nói người chết sống lại. Sao? Ba, cũng sơn kỳ luôn. Còn bác nói vụ Thiên Chúa nè, con nói bác nghe nè. Bác tin Chúa đúng không? Thiên Chúa nói bác tin Chúa, nhưng mà khi mà Việt Nam Cộng Hòa mà tụt quần bỏ đi đó, Chúa có cứu không? Thiên Chúa có cứu bác không? Tỉnh lại đi bác. Sao bác? Không phải qua trời.
Mà các bạn nghe không? Chặn này thế giới thế kỷ 21 rồi, nghe không? Người, những người á, mà lên đầu thai á, không còn sinh nở nữa. Mà các bạn thấy không? Thế kỷ 21 này bác nói là không còn đầu thai lên bằng sinh nở nữa. Thì các bạn thấy những nhà thương, bệnh viện, tất cả thế giới, đàn bà mà sinh vô sinh ở bệnh viện mà toàn thế giới vô bệnh viện sanh không, mà bác nói như vậy đó. Các bác thấy, các bạn thấy không? Các em thấy không? Bây giờ nó giờ là không có còn sinh nở nữa, đầu thai lên mà sợ gì, thai hồn đổ xác. Ôi trời, bác ơi, cho con sinh đi bác. Nói gì? Sao bác? Sao quốc tổ bị sinh sao bác? Sao bác? Trời ơi, con cơ mặt rồi bác nói lộ hết trơn rồi. Con linh gì bác gọi hết đi cho con thấy chứ. Tụ tập để gom làm lại bắt đi tụng kinh đi. Bắt đi tụng kinh nhìn con đi. Sao? Ờ đúng rồi, bác dẫn những cái đám dân chủ làm thiên binh thiên tướng giùm cho con đi. Trời ơi, bác tụng kinh nhìn con. Ờ bác đi tụng kinh cho con hả? Ồ đấy, mắc cười chảy nước mắt đây nhi, thông cảm nha cả nhà, đi vô lấy khăn lau nước mắt mới được, mắc cười mà ra nước mắt. Sao thằng tiên thánh làm gì rồi sao? Bắt bác hả? Bắt cái đám dân chủ đi hết đi bác. Rồi. Ừ. Rồi. Bắt dẫn nó đi hết giùm cho con cái. Bắt dẫn hết cái đám dân chủ từ hải ngoại đến hải nội đi giùm cái. Bắt cứ tụng kinh cho con. À, bắt cứ tụng kinh mạnh lên, đang chưa không? Dẫn hết cái đám chống cộng từ hải ngoại đến hải nội nó bị tâm thần. Con cháu của bác dẫn đi hết. Ờ. Ừ. Sao? Sao? Sao bác? Đó, bác bây giờ ăn năn rồi đó. Hồi đó là Việt Nam Cộng Hòa suối người giết chồng, chồng giết vợ đó. Đó, sao bác? Chất độc. Chất độc gì? Chất độc dioxin đó hả? Ờ, chở hết đi đi bác. Chuyến tàu chót chở hết cái đám Việt Nam Cộng Hòa. Rồi con cháu gọi Việt Nam Cộng Hòa F1, F2 đi dùm con đi. Sao bác? Thấy chưa, bác ngoan lắm ha. Bác và bác cao phụng hoàng lửa của Thái Nhật Nhi cũng ngoan lắm. Sao bác? Sao bác? Kính lại ai? Đất Cha Lăng. Quốc tổ Hồng Vương giờ giết Thái Nhật Nhi đúng không? Sao? Bông linh đặng vậy bắt Thái Nhật Nhi hả? Bác kêu nhiều vô. Vong linh bác kêu là thiên binh thiên tướng, dạng thiên binh vậy bác Thái Ngọc Nhiên. Ờ, sao bác? Sao? Sao? Cho Thái Ngọc Nhiên chết trước đi. Ờ. Sao bác? Tiếp. Chiêu hồn gì nữa? Chiêu linh gì? Chắc đọc. Mật kiếp của ai? Cha trời mẹ đất. Con cũng con của cha trời mẹ đất đây. Nhất gì? Hướng dẫn con làm gì? Sao? Hồi lộ thai làm gì bác? Căn cơ làm sao? Sự xét còn sao? Vì
Học ẩm thực đến thì sao? Mô hình sao? Thì các người này không cần phải qua sinh nở mà được quyền công đức nhiều công đức tốt là có ra tốt, tức là 10 phần và 7 phần 3 phần 5 phần 1 mới ra thấy mình, thì cái hai này có thể những người đó được phải sáng thành ra dân tộc Việt Nam không phải bỏ đâu, mà sao cái trận này có thể một nửa năm một triệu hai năm hai sáu triệu tùy theo bản thân cái này không thể mình biết được cái chuyện này, nhưng mà chắc chắn cái quan trọng mà chấp đạo giáo trong này 50 triệu hoặc 6 triệu hai hồ khổ sát gọi là người chết sống lại, chúng ta sẽ làm những chuyện khác để cho Hoa Kỳ và Trung Quốc nếu một cái ân huệ gì này xin căn này, thì những người đã chết thì pháp cũng công đó bị khổ tồn tại đó hàng triệu triệu người và người chết trong cái tập chiến ăn hôn thì về phần bên Trung Quốc các vị là công sức của các tiền thì trong nước các vị bị lo cái chuyện này các vị có sức mạnh và hữu hình thì có thể quy tụ những thành phần này. Quy tụ gì? Ngày nay quy tụ sao? Lực trời sao? Các vị nó có quyền hành xử, hành xử như gì? Ác lại ác báo. Ác lại ác báo gì bác? Đó là bộ một cái gì? Là bộ gì? Tôi Việt Nam trước là chúng ta sẽ được sao? Sao? Đây là quý vị có được quyền. Bởi vì chúng ta muốn hành xử những con người đó. Quý sao bác? Là quân gì? Người không những cái quần quỷ đỏ chúng ta khác tu. Sao bác? Những cái tay gọi là cái gì? Gọi là hận thù bất cầu. Những cái tay có nợ bán cái nhân dân nó là con người. Đúng. Bác nói đúng. Những cái tay mà nợ máu nhân dân là Việt Nam Cộng Hòa ha, bắt tay với giặc đen về giết đồng bào, giết quê hương ha. Đó, bác nói đúng cái chỗ đó đó, con đồng ý với bác chỗ này nè, nó nợ máu nhân dân đó. Sao? Đó. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ để cầu xin và đưa. Cầu xin đi bác, cầu xin nhiều lên. Cầu xin nhiều lên, đặng khi không đặng quá giải. Quá giải cái nỗi hận thù của bác. Đặng khi mà về Việt Nam con dẫn bác đi đi du lịch đó, đi tham quan những cái đất nước Việt Nam hôm nay nó giàu đẹp cỡ nào không? Thay da đổi thịt thế nào? Trung Cộng người nói Trung Cộng đi, Trung Quốc nói Trung Quốc đi, có dính gì tới Việt Nam đâu. Ủa mà con quên nữa, bác nói gì con mới nhớ nữa. Từ sao tất cả những anh hùng Việt Nam Cộng Hòa mà đang kéo quân lên đây này, sao không đi đánh Trung Quốc giùm con đi à? Các bác cứ tới phản đối Trung Quốc rồi bác, các bác đi dẫn đi đánh Trung Quốc giùm con đi. Ý không, các bác đi đánh Trung Quốc đi, con mừng lắm không? Đừng có suối, đừng có suối bậy. Tôi ngu gì tôi làm đúng không? Ngu gì suối tôi đi đánh Trung Quốc, ngu gì Trung Quốc có làm gì? Sao các bác không đánh đi? Đi suối, trời ơi, các bác đi chờ đi cơ hội suối rồi, phút chót cuối cùng các bác mới ra tay hả? Trời ơi, suối dại quá ha. Sao các bác không làm? Nói. Sao bác? Đang dặn gì? Nhập, ba nhập rồi. Ma nhập rồi, những dòng linh nhập ông rồi, những dòng linh nhập ông phụng hoặc lửa quét là hồ rồi. Sao bác? Sát sao bác? Chẳng gì? Chẳng gì? Ma quỷ, tiên thánh. Trời đất cơ, bây giờ á Việt Nam Cộng Hòa có ông đánh bị tuột quần bỏ đi rồi, bây giờ tới ông kêu thánh thần quỷ đỏ gì tiên thánh nặng bị đánh nữa. Ông càng kêu như vậy, tôi nói là thánh thần ở trên trời mà ông cứ kêu không à. Sự thật ở đây mắt thấy tai nghe, ông có đầy đủ quân dụng mà ông còn không đánh được, ông kêu thánh thần ảo vừa thôi bác ơi, bác ảo quá rồi. Sao bác? Trời ơi, bác sao? Con sợ lắm. Trời ơi, con đang bị nhập xác rồi. Bác ơi, con bị nhập xác rồi. Con đang làm bữa trưa con bị nhập xác rồi, bác ơi. Thái ngập nhiên bị nhập rồi, nó nhập xác rồi. Mỗi khi mà bác mà làm live stream, ngày mai 10 giờ bác làm live stream, là con lấy cái nick khác.
con giả cái nó khác, con hiện hồn vô trong nhà bác đó. Ngày mai bác nói 10 giờ Việt Nam bác làm live stream đúng không? Con vô nhà bác tiếp. Bác chơi rồi bác chặn khi Bút Thái Ngọc Nhiên con. Rồi anh Dũng gì đó đó à. Bác chơi chặn hai anh em con chơi gì kỳ lắm. Chơi bác kêu thánh thần quỷ đồ tục lâm hết trơn rồi bác nóng thì xong cho con đi vô. Con có mấy cái nít luôn, nhiều nít lắm. Con vô con khen bác, trời ơi bác dễ thương. Bác kêu quỷ thánh thần bác Thái Ngọc Nhiên đi bác. Trời ơi lúc đó em. Ngày mai các bạn vô có 10 giờ vô kêu bác ơi, bác kêu Thái Ngọc Nhiên á, bác trù nó đi. Bác kêu quỷ thánh thần bắt nó đi nha không? Không. Cha trời mẹ đất bắt Thái Ngọc Nhiên nó đi đăng nó ra bệnh nó ối đang bẻ cổ nó rồi, bẻ cổ nỉm rồi nó bị chánh thần mùa trời đất á. Nỉm rồi giật rồi, méo miệng rồi đó. Méo miệng rồi bác ơi. Sao bác? Sao? Con nhiều nít lắm. Mỗi lần khi con vô em chị sắp chết rồi. Em cũng chị. Chị là quân sư của em. Chị sắp chết rồi. Được ai, ngày thứ ba rồi chị. Sao? Ai đụng đến chị bước qua xác em nè.